Hello, xin chào anh em, mình là hai tay đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Và như các bạn đã thấy, mình đang chơi trò gì đó, trò này tên là tu quẹt gì đó nhỉ. Và hôm nay mình đã kéo 500 em của mình đi chơi ải lầy lội thật, không cần ra tay lên lên vẫn ngọc ngọc à. Đó đó đó, đâu 500 em nếu mọi người thì có thể do kết bạn và follow mình để chơi chung. Chơi cái này hài vãi, đúng hài luôn, mời được một đám luôn. Này chết qua màn, qua được boss là mọi người sẽ được hồi sinh. Mọi người đó là tội luật chơi cái này rồi, dễ. Kéo 500 anh em đi đi dự ấy thì lầy lội. À, mình không có to. Nếu anh em biết làm sao để đam to hơn thì nhớ mình nha mọi người. Chứ mình nâng mắt là nâng mắt cái cây này đó. Trời trời, bot bị hành cho sấp mặt luôn, lên bờ xuống. Chịu nổi không anh bot? Anh bot già luôn. Mọi người thử được cái cảm giác mà, mọi người có được thử cái cảm giác mà ngồi không, kinh nghiệm nó vẫn lên vèo vèo không? Đây, đó chính là nó đó. Ai à, đâu to. Giờ mọi người chết mọi người cũng được hưởng nữa. Hiểu em, hiểu em. Anh em nào tốt bụng thì mình xong rồi giúp mình cày cái này rồi mình cho lên YouTube channel của mình đấy. Nhớ like, share, chia sẻ nhiều nha. Cho nên không biết làm gì luôn. Bạn đại skill. Giết được đứa nào giết. Vui vẻ. Hơn là ở đây toàn là những anh level cao chứ level thấp là đánh cái bình. I am the YouTuber. Lầy thật chứ, này nó mới hài hước. Mình thấy bu đông à, kiểu này không chết chắc lên được cái 50. Bot hơi trâu, rất là trâu luôn mọi người à, chứ vẫn hơi trâu. Rồi rồi tắt rồi đó. Xem nó một con mà xỉu luôn, nghe một con bot. Cày kiểu này là nó phơ lắm, 70 nếu như anh em này chịu nổi. Nó ba skill chưa kịp ra chiêu gì mạnh mẽ giết người đã chết ngay rồi. Đó, mọi người thấy không? Này mọi người ở dưới này còn cái tên mà kéo không được nhiều quá. Mình coi là cái phòng à, cái phòng thích farm mời một hồi là đóng luôn, giữ thằng thiệt. Nào thích thì là TP mình sẽ cho lên, nhớ à kéo này là coi như là lên việc level trên level 7 là được, ít nhất là phải mạnh hơn level của mình. Trời ơi, mình đang chơi cái này mình thấy đông quá nên mình quay luôn làm kỷ niệm. Lần đầu tiên thấy, lần mình nhớ mình chơi có hai ba người à.